từ người ta đã làm cái rồi là get over. Get over. Trong cái chữ nhìn trong cái ô đó, get over nó bằng nghĩa là to become better after an illness or a shock. Thì thấy không? Có nghĩa là từ get over nó có nghĩa là trở nên khỏe hơn, tốt hơn sau khi bệnh hoặc là cú sốc. Thì như vậy chúng ta lưu cái này, cái từ get over trong câu này, khi got over is through, cái này này chỉ qua là quá khứ, chúng ta đã hết bệnh rồi, cái tình cảm rồi, chúng ta got over is through, chứ mình không thể lấy get over ha. Như vậy chúng ta đã chỉ coi nghĩa trong cái một đó. Thứ hai là đưa cô câu cho cô thử coi ha, đưa thử sang từ thử trước khi cô dịch và cô sửa ha, tại vì cái phần này khá đơn giản. Chắc còn rất khó với từ trước kia.
the breakdown đúng không? See the breakdown. Doctor asked him to take off his shirt. Vậy có chính là bring up đúng không ta? He was bring up to count up Master Asset. Cô ấy có thứ bị tai nạn hả? Đó. Cô ấy nhiều sự thứ là rất chỉ một người. Fan là gì? Fan là gì đó? Fan là gì đó? Hỗ trợ đúng không? Có từ hỗ trợ đâu rồi ta? Đúng rồi. Cô
cô ấy được hỗ trợ, đúng không?